Xin chào các em học sinh, chào mừng các em đã đến với kênh YouTube Phạm Bá Minh. Hôm nay chúng ta lại tiếp tục đến với phần 2, dạng 2, chứng minh hai đoạn thẳng bằng nhau, hai đường thẳng song song thì sử dụng tính chất đường trung bình của tam giác và sử dụng dấu hiệu nhận biết hai đường thẳng song song, hai đoạn thẳng bằng nhau mà chúng ta đã học ở lớp 7. Rồi đầu tiên chúng ta sẽ đến với ví dụ số 3. Cho tam giác ABC các đường trung tuyến BD, CE, BD và CE thì D chính là trung điểm, E cũng là trung điểm, được chưa? E là trung điểm, D là trung điểm này. Gọi MN theo thứ tự là trung điểm của BE và DC. Gọi IK lần lượt là thứ tự giao điểm của MN với BD và CE. Đây IK đây. Chứng minh MI bằng IK và bằng KN. Thì đầu tiên chúng ta sẽ xét tam giác BED có gì nào các em? Có là MI song song với ED, được chưa? MI song song với ED, các bạn chú ý quan sát hình nữa nha. Và ME bằng cho BM. ME bằng BM. Vậy ta suy ra là ID sẽ bằng IB. Được chưa? IB bằng ID theo cái tính chất đường trung bình. Đường trung bình trong tam giác, được chưa? Rồi tương tự như vậy ta xét tam giác CED có cũng là NK song song với ED, được chưa? Và NC song sẽ bằng ND. NC bằng ND, suy ra là KE sẽ bằng KC. Đó. Rồi. Mà người ta có là gì? Suy ra MI đúng không? MI bằng 1 phần 2 ED. Đó. NK cũng bằng 1 phần 2 ED. Rồi. IK đúng không? Và ED đúng không? ED. ED thì bằng gì các em? ED lại bằng 1 phần 2. 1 phần 2 của BC. Đó, 1 phần 2 của BC. Rồi. IK thì bằng gì? Đó, đến đây nhé. IK thì lại bằng MK. IK thì bằng MK. Trừ cho gì? MI. Mà MK thì bằng gì các em? MK là bằng 1 phần 2 BC. Được chưa? MK bằng 1 phần 2 BC. Đó, vì MK là đường trung bình của tam giác BEC, đúng không? Trừ cho MI. MI nãy ta tính được là bằng 1 phần 2 ED. Mà ED đây nè, các bạn thấy nè, ED là bằng 1 phần 2 BC, các bạn thay vào nha. Bằng 1 phần 2 BC trừ 1 phần 2 nhân cho ED là bằng lại bằng 1 phần 2 BC nữa. Vậy là tức là IK là bằng 1 phần 4 của BC. Đấy, 1 phần 4 BC. Thì đảo ngược lại đúng không? Đấy, BC sẽ bằng 2 lần ED. Vậy nó bằng 1 phần 2 lần ED. Được chưa? Rồi IK bằng 1 phần 2 ED. NK cũng bằng 1 phần 2 ED. MI cũng bằng 1 phần 2 ED. Được chưa? Đấy, theo tính chất đường trung bình đấy. Thì ta kết luận là vậy MI bằng IK và bằng KN. Được chưa? Đó là ta hoàn thành xong ví dụ số 3 dựa theo cái tính chất đường trung bình đó. Rồi tiếp theo ta chuyển sang ví dụ 4. Cho tam giác ABC điểm DE thuộc AC, sao cho AD bằng DE và bằng EC. Gọi M là trung điểm của BC, Y là giao điểm của B, BD và AM. Chứng minh ME song song BD. Rồi thì ở câu A ta xét tam giác CBD có gì nào? EC bằng ED, đúng không? EC bằng ED. Rồi MC bằng
MB suy ra là ME đúng không? Song song với BD. ME song song BD. Đó, vậy ta chứng minh được câu A. Còn câu B thì ta xét cái tam giác AM có gì nào? ID song song với ME và AD bằng DE. Được chưa? Vậy suy ra IA bằng IM. Được chưa? Đó, vậy là ta đã chứng minh xong câu A và câu B. Rất đơn giản. Đúng chưa nè? Đó, ta chỉ cần dựa vào tính chất đường trung bình thôi. Đúng không? Rồi, ta chuyển qua câu số 5. Ở câu 5 thì là cho tam giác ABC các đường trung tuyến BD, CE cách nhau tại G, gọi M, N lần lượt là trung điểm của BG và CG. Đấy, BG và CG. Chứng minh tứ giác MNDE có các cặp cạnh đối song song và bằng nhau. Vậy là MNDE đúng không? Đây là tứ giác này này. Đó. MNDE. Được chưa? Rồi vậy thì bây giờ đầu tiên là ta xét tam giác ABC có ED song song với BC, được chưa? ED bằng 1 phần 2 BC. Đó, ta đánh là điểm thứ 1. Rồi xét tam giác GBC. GBC có gì nào các em? MN song song với BC. MN song song với BC. Rồi, tiếp theo là MN bằng 1 phần 2 BC. Đánh điều số 2. Tại vì nó lần lượt là trung điểm nên ta có cái điều này nhé. MN là đường trung bình là hiển nhiên rồi nhé. Xét vậy thì từ 1 và 2 đúng không? Từ 1 và 2 ta suy ra là ED sẽ song song với MN. Tại vì nó cùng song song với BC nè các em, được chưa? Và ED bằng MN. Tại vì nó đều bằng 1 phần 2 BC. Tiếp theo ta lại xét tam giác BAG có đấy M song song với AG, được chưa? Tiếp theo là M bằng 1 phần 2 AG, được chưa? Vì nó là đường trung bình đó. Rồi tiếp theo xét tam giác CAG có gì? DN song song với AG và DN bằng 1 phần 2 AG. Vậy thì từ đây ta suy ra đúng không? Đây là 3 này, đây là 4 này. Vậy từ 3 và 4 ta suy ra được là M bằng cho DN và M song song với DN. Được chưa? Vì nó cùng song song với AC. À, song song với AG và đều bằng 1 phần 2 AG. Đó. Vậy thì từ đây, đúng không? Đây là ta đặt là điều một lớn này. Còn đây là hai lớn này. Đấy, vậy từ 1 và 2 lớn đúng không? Ta kết luận là tứ giác đúng không? Tứ giác MNDE có các cạnh đối song song và bằng nhau. Đó, rất đơn giản đúng không các em? Rồi, bây giờ ta chuyển qua bài tiếp theo nhé. Rồi, ta chuyển qua bài 6. Cho BD là đường trung tuyến của tam giác ABCE là trung điểm của đoạn thẳng AD. Rồi, F là trung điểm đoạn thẳng DC, M là trung điểm đoạn thẳng AB, N là trung điểm đoạn thẳng BC. Chứng minh ME song song với NF, ME song song với NF. Rồi. Và ME bằng NF. Rồi đầu tiên là ta xét tam giác ABD có gì nè? ME bằng cho MB đúng không? Và EA bằng cho ED. Nên suy ra ME là đường trung bình, được chưa? ME là đường trung bình. Nên ta có là ME sẽ song song với BD.
Đấy, và ME bằng 1 phần 2 BD. Đấy. Rồi tiếp theo xét tam giác CBD có gì nào? NB bằng NC và FC bằng cho FD. Rồi vậy thì suy ra là gì? NF song song với BD và cho NF bằng 1 phần 2 BD. Đó, đây là 2 này, ta đặt đây là 1 này. Vậy thì từ 1 và 2 có phải ta suy ra ME sẽ bằng gì nào? ME sẽ bằng NF đúng không? Và ME song song với NF, được chưa? Vì nó cùng song song với BD và nó cùng bằng 1 phần 2 BD. Đó, rất rõ ràng. Rồi kết thúc ví dụ 6 cũng là kết thúc nội dung video ngày hôm nay. Cảm ơn sự theo dõi của các em. Mong rằng các em sẽ làm được những cái bài tập liên quan đến đường trung bình của tam giác. Đấy. À, nếu thấy hay thì các em hãy like, share cho bạn bè của mình cùng biết. Hẹn gặp lại các em ở những video tiếp theo. Bye bye!